Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng, sinh năm 1993, ngụ thành phố Huế, cầm đầu để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 56 tỷ đồng, Thắng thể hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, xã nguyệt và luôn thay đổi nơi ở. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Tĩnh. Theo thông tin điều tra ban đầu, Quang Lê Nhất Thắng là người điều hành quản lý tài khoản với tổng thỏa thuận quy ước một điểm là 20.000 đồng. Từ tài khoản tổng, Thắng đã tách thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn, tăng mức giá điểm rồi giao lại cho Dương Minh Huy. Trần Đình Liêm và 6 đối tượng khác sử dụng chia trang hoặc trực tiếp cá độ với mức giá 35.000 đến 50.000 đồng để cùng nhau thắng thua với con bạc. Từ tháng 8 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, Thắng đã sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 56 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, Thắng che đầy hành vi phạm tội của mình bằng cách liên tục di chuyển nơi ở, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Để bắt giữ nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã chia thành hai mũi, một mũi bắt Thắng tại thành phố Hà Tĩnh, một mũi còn lại bắt 8 đối tượng tại Quế. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một máy tính, 10 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều thiết bị khác có liên quan.